biệt này không lấy vạ còn hơn. Nhục chưa? Nhục cái đây, có cái gì mà nhục? Tôi lựa đây. Bố bảo ai đấy? Không bảo mày, nhưng bảo tao à? Đúng rồi, bố đợi đấy. Đợi chứ đợi. Cô không có nhìn bố cháu kìa. Một, hai, ba, một. Bố Hải khỏe phết nhở? Sợ vợ dù cái xí. Xí cái gì? Nhìn bố mẹ nè. Được, bố Hải khỏe đấy. Khỏe thế mà sợ vợ. Sao mà đó được? Ở đây để chị đi lấy con dê lần nha. Đây rồi, con cái bán rồi. Ông bố sao lại lấy đồ chơi của con? Đồ chơi cứu rồi, thôi bỏ đây con. Hôm nào vui cho anh khác. Hôm nay bố Hải bị làm sao quá nhở? Chỗ này chắc đủ rồi đấy. Thông minh thế nhờ. Bố làm gì đấy? Đâu, bố làm gì đâu, đang nhon mấy cái đồ này vẫn bất đi mà con. Thôi, bố đừng có mồm đi đâu, con biết hết rồi. Đừng nói mẹ xem nhá. Thế chia đôi bố nhờ. Ừ thì chia đôi. Cô Phương cứ cầm lấy nhanh một tí đồng nào. Đếm gửi tiền. Tiền đang quan trọng gì, cô cứ cầm lấy. Thế em xin nhá. Thôi bố Hải lại dạy cái rồi. Giỏi nha, cứ mang đi làm bán. Chết chưa? Mẹ ăn rồi. Nó gọn vào để bán đồng nát. Đáng được bao nhiêu mà đồng mới trả nát? 1.000 cũng phải nhon, đứng dậy nhon vào. Nhon thì nhon. Đáng được bao nhiêu mà nhon mới trả nát? Anh có đồng nát bán không? Có. Nhưng em đi đâu bao lâu nay không quay lại với anh vậy? Anh có bán cho em bao giờ đâu. Anh toàn bảo em mua rẻ mà. Bán hay rẻ đối với anh giờ này quan trọng. Quan trọng là em. Sao mà đó được? Thôi. Dạ. Cho cô lọ hơi nách. Hôm nay cổ của Hải không cho được đâu. Cho cô đi, một lọ thôi. Không được là không được nha. Ừ, tưởng thế nào, đúng là trẻ con, dễ lừa thật. Đỡ phải tốn tiền mua. Ruột đâu nhỉ? Thôi chết mẹ, cái thối lừa rồi. Bình non là xanh lắm. Đây, có hai bố con đây. Hơi lâu đây. Ngon đấy con. Lông này lông đẹp gì mà dài này. Bố để con. Ngày hôm sau. Bố lên công. Ok con. Bữa ngày ngon đấy. Cái gì đây? Chắc là lông nách để bố ạ. Thế mày xem tẩy lông nách chưa? Tẩy rồi, đây. Ơ, thế lông gì đây bố? Mày mới tẩy lông nách vào được không? Nope. Thôi, không dùng bê cháu à? Có thế là con lợn của cháu bị làm sao? À? Con lợn có làm gì đâu mà bị sao? Thôi, mình dở văn vừa ấy, xuống bê cháu đi. Bố lại bố xe. Nope. Đâu, bố xe nào? Thôi, cô nó bị kẹt ở đây. Đâu, im bố xe nào? Nhìn ngược như. Đừng lời quá. Ơ, như thiểu nhiều cái gì sao ấy? Cần đang là xanh lắm. Ai ôi mà.
đây gặp em. Luôn. Bình tĩnh đã em. Có gì nói luôn. Anh có hôn nách cho em này. Em ơi, anh hôn nách à? Em ơi. Em bảo anh hôn nách. Em ơi. Mẹ cái thằng này, dù kín thế cũng biết. À, mẹ có lạ này cũng biết mình à? Đi không biết sao không gọi tao vậy? Sợ vợ đi được đéo đâu mà gọi. Mày nói ai sợ vợ? Tao bảo mày sợ vợ đấy. Vợ tao á? À? Chỉ một ngón. Tao xem mày thể hiện đến đâu. Ui giời ơi. Gì chứ? Bảo đi bán hôm nay ông đi uống bia. Lần sau mà đi uống bia thì rồi đi vào. Lúc đấy ông bảo tôi ngón nào? Ông liệu có thân hồn đấy. Từ lúc quen em, anh tưởng em hiền lành và đoan trang nết na. Nào đâu cưới xong em đánh anh như là con. Em không phải ăn cơm à? Em anh đang buồn. Sao mà buồn? Thì con gà mái nó bị bắt trộm mất rồi. Thôi đi bán cơm. Đây này, anh đang phải ấp trứng này. Nào, cao cả này. Cái gì vậy? Trứng á? Ừ. Luyền thuyền tao đi bán cơm đây. Em vào đi. Anh thương các em lắm. Cố lên các em nhá. Đấy, vậy bảo ấp trứng à? Con này thì chết với bà nhá. Ấp bà. Ấp trứng à, ấp bà, ấp mà chín luôn à, xuống. Ê, anh có làm đi gì vào đâu. Nhanh. À, trứng à, trứng cái gì, ấp cái gì giờ này, đi vào. Không biết ngu nào còn tính ngu bỏ đi. Bỏ đi nào. Hải ơi. Ôi. Nhìn chung con ma vậy. Có mày là con ma thì có. Ừ. Ô, sao bạn này ở đây, không vào nhà. Bạn bè đéo được cái loại mày. Bỏ đi rồi làm tao đéo lắm vào nhà ai rồi. Ơ thế bạn đã ăn gì chưa? Đã được ăn cái đéo gì đâu. Ừ. Để đâu em? Anh cứ dí thẳng vào tai ông ấy cho em. Nhanh mẹ cái tay lên, 7 giờ sáng rồi. Mẹ á, tự nhiên mua cái đồng hồ này làm gì nữa. Của em hết bao tiền anh? Của em 11 triệu. Ờ, em tưởng 13 triệu. Anh đang sell. Em đang sell à? Vâng, em gửi anh tiền nhá. Ờ, ok em. Rồi anh về nhá. Từ mai đúng giờ mà dậy nhá. Cơm mẹ nấu, cứ ăn bữa bỏ.
bước ra đời, bữa đói bữa no. Mấy ngày nay tao nói đấy, mày cứ định chuộc nhà cho tao không? Hả? Mẹ cái gì xem nào, cái bảo mẹ cứ bán luôn nách đi xong rồi lấy tiền chuộc nhà mà. Thế mới định để tao bán đến bao giờ? Bao nhiêu tiền một loại nách này? Thì 199.000 thì bao nhiêu nữa? Mày định để tao bán bao nhiêu loại như này mới đủ tiền chuộc nhà? Thì mẹ bán khoảng 20.000 loại chứ mấy mà. Thôi, tao đeo bán nữa đâu. Này, còn cách nào không? Còn, nhưng mà hơi khó đấy. Không, mang của tao không được. Mẹ bỏ ra là con đi chơi thì con không được. Nghe đâu đứng này nên mày bỏ. Đưa cả tay xin nào. Không được, mang của tao. Đưa đây xin nào. Ôi mưa. Tạnh mưa đi, tạnh mưa đi. Tạnh mưa đi. Chạy mưa chạy đuôi nhanh nhanh đi. Bây giờ chạy cũng không kịp đâu, để con khấn cho nó đỡ mưa. Thôi, tạnh mưa đi. Nhanh cái tay lên bao nhiêu hàng ngồi mà sao à? Nhìn cái gì mà nhìn? Đóng hết hồn anh như sao tẩy lông, nghe chưa? Rồi sợ quá. Mẹ làm sao vậy? Đây hay, con không nhìn thấy à? Cái gì vậy? Ôi đồ, mẹ xem sợ con ác. Thật à? Vâng. Bố mày đi đâu vậy? Quả này về đây chết đấy bà, nghe chưa? Bây giờ hai mẹ con mày muốn sao? Úi trời, tưởng thế nào cơ? Có ai cái sợ ngay nhờ? Vào. Quả này thì mẹ xem mất nóc nhà rồi. Sai đi mua mấy cái bình mà giờ không thấy đâu nữa rồi. Chắc là bố đi chơi rồi. Rồi mày bảo mày đi đâu? Vợ tao bảo đi mua bỉm. Thế mày đã mua chưa? Chưa. Ui giời, ui thêm một đi mua đi rồi gì nữa. Mình lắp suy này mua được tặng cả xe, 80 bỉm tặng xe mà còn rất nhiều phần quà nữa cơ. Được rồi, đây. Mẹ ơi mẹ, bố có mua gì à? Kìa, trả lời cho con đi. Mày biết cái gì mà nói? À? 5 lít. Một lít mà đánh 5 lít à? Xuôi. À? Một lít. Mình xin nhá, hai nước. Chết chua, ai bỏ khôn qua không trả lời cho con. À? Mình đến nè, chia nè. Chia thì chia. Sáp hay nhở? Chết chưa, ai bảo hôm qua không mua lợn cho con.
ướt quá. Để đây phơi cho nó khô một tí. Ăn đoạn rồi. Toán thật rồi. Ơ, ai làm vô bát vậy? Thôi, bố tặng con đôi giày. Đi bố. Đi giày vào em con nha. Sau này bố hãy tốt thế nha. Ai làm vô bát kia? Thôi xong rồi. Con sao ông quyết đâu? Sao ông quyết à? Không nói được. Đào nhỉ? Sao quyết đi? Lần này làm móng về không cần phải làm việc nhà. Cái điên nó xuống từ đâu? Có móng mới con không làm đâu. Tóm lại mày có làm không? Để tao thế nào? Thôi đừng dậy. Ế không được đâu. Sao vậy? Dậy lại ngà tiếp làm sao? Thôi thôi nằm yên đi. An toàn ở trên đấy. Ê, qua ngày xấu rồi dậy thôi. Thôi đi giao hàng đi. Đi giao hàng đi. Nhưng mà em ơi, nửa đêm này giao hàng ai nhận? Tôi nhờ. Thôi đi về. Đi về. Ăn đi bạn ơi, nó nhanh khỏi. Nhanh, làm việc thôi. Ơ, con chị ốm à? Ừ. Để xem nào, con chị ốm rồi. Ốm đau gì mày lại lừa mẹ cái gì? Thôi, mày đi ra cho mẹ đóng hàng. Mẹ con tin con nè. Sao? Mau lên đi. Làm những điều mình thích thôi. Anh ơi, nhuộm em quả tóc. Nhuộm màu gì em? Cho em màu tự do. Màu này được chưa em? Ok đấy. Ô, không trả tiền à? Vừa học xong, tiền nó mới trả. Lão nhào nó quen này. Chết chưa con nói là không nghe. Mùi gì thơm thế nhở? Có nhìn cái gì? Ủa ơi tôm thòa the, cho cô xin cái càng. Của bố ở đấy không cho đâu. Cho cô xin đúng một cái càng thôi. Không cho à? Cho thôi. Ô, quấy nào. Để rồi. Mày nhớ bắt cô đấy. Chết chưa, ai bảo cái tao ăn vụ. Dù đi, đã không được ăn, bị đánh nữa. Ngon thế. Cô nhìn cái gì? Cho cô uống với. Chịu, mồm cô to lắm. Mồm cô có to đâu? Được. Được, cháu nhớ đấy. Thế tóm lại có cho uống không?
Sao? Valentine nó không nhận quà rồi. Chuẩn bị mùng 8 tháng 3 đấy, 30 tháng 4, 1 tháng 5 đấy, 20 tháng 10 đấy, sinh nhật đấy. Có nhận quà nữa không? Thôi anh ạ, à, có 4 năm thôi mà. Đây, 3 sản phẩm chuẩn bị ra lò rồi. Thôi em không đòi quà đâu. Quà gì đây bố? Quà gì á? Quà gì hỏi mẹ mày ấy? Quà gì mẹ? Mày lớn lên lấy chồng thì mày biết con ạ. Ôi là nó lấy chồng đâu. Thôi, mẹ ngày xưa có suy nghĩ như mày rồi. Mẹ con, sau này lớn lên không lấy chồng thì làm gì? Con bán hàng. Con bán cái gì? Bán khử mùi nước hải xiên. Được, đúng là con gái của ta. Nhìn thấy chưa? Bán nhiều mà con nhá. Chú khỉ ơi, cho chú cái thẻ này. Thẻ này làm gì? Để chú cho tài xỉu. Được, cái này được đấy. Chỉ là giấc mơ. Em muốn nói thế là chị cho em ăn tiếp nha. Cô Yến ơi. Cái gì? Cô ơi, cô lộn của cháu thì làm sao ấy? Đâu, đưa đây cô xem nào. Cô ơi, nó bị kẹt rồi đấy.
đây này. Cô xem nào.